Trong quá trình làm vườn, ông Nguyễn Vĩnh Linh ở xã Cư Pang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk đã hái được một loại nấm lạ mọc từ xác ấu trùng ve sầu có hình thù giống với đông trùng hạ thảo. Nghĩ rằng đây là loại dược liệu quý, ông Linh đã mang về chế biến cho người thân cùng ăn, khiến ba người trong gia đình phải nhập viện. Anh em ta đi lấy nấm trong rừng, ta nói từ cái nấm này nó giống như cái nấm mà đông trùng hạ thảo vậy đó. Nó từ cái xác trong sâu nó ra đó. Câu này chắc cũng vậy. Cho nên anh em mình gấp ăn thử thì chắc nó cũng vậy thôi. Cho nên mình không biết nó là độc. Mình lắc vô mình ăn thử. Vài tiếng đồng hồ sau nó thấy là nó chóng mặt, mùi ngon. Được mà ăn thử thì nó không sâu, nhưng mà nó còn 2-3 tiếng sau đó là nó thấy mệt người mà. Ta thấy rong á, thấy người là như mắt không rõ mấy. Ăn mấy con thử, ăn thử á. Chắc con này không ăn gì cả, nhỏ cái chứ chả ăn thử, ăn đi thử mà lại sau lại độc như thế, không biết được. Vừa qua, trong số hai chùm bệnh gồm 6 bệnh nhân cư trú tại xã Cư Pang, được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận trong tình trạng lơ mơ, rung giật cơ, rung giật nhãn cầu, tay chân yếu không cử động được, thuộc mức độ vừa và nặng. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc do các bệnh nhân đều nhầm lẫn nấm mọc từ xác ấu trùng ve sầu là thức ăn bổ dưỡng đông trùng hạ thảo. Cái thân của cây nấm, nhưng mà cái dinh dưỡng là nó hút từ cái con nhộng của con ve sầu và nó phát triển lên. Vì vậy, nếu mà chúng cái bào tử mà nấm đó là lành tính, thì cái nấm nó phát triển lên cũng là lành tính. Và đó là một cái chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Nhưng nếu là bào tử đó là nấm độc thì nó sẽ phát triển lên là co cây nấm độc, và nếu như ăn cây nấm độc sẽ bị chúng ta sẽ bị ngộ độc. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân trú huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông sau khi ăn nấm lạ có triệu chứng ngộ độc rất nặng với tình trạng hôn mê, phải thở máy, lọc máu. Trong trường hợp ngộ độc nấm thì triệu chứng xuất hiện càng trễ thì nguy cơ càng nặng. Vì vậy cho nên chúng ta không chủ quan cho những cái trường hợp mà mới vào ăn ban đầu chúng ta thấy bình thường, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải để ở nhà luôn là rất nguy cơ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc, màu sắc sặc sỡ. Người dân khi phát hiện nghi ngờ ngộ độc nấm cần có những biện pháp sơ cứu lập tức nhằm loại trừ chất độc, như kích thích nôn vùng vòm họng, uống nước điện giải và nhanh chóng đến các cơ sở y tế để điều trị.